Sáng nay ngày 12 tháng 4 năm 2022, diễn ra hội nghị ban chấp hành đảng bộ quyện Cần Chuột lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải đến dự. Trong quý 1 năm 2022, kinh tế quyền Cần Dụ tiếp tục phát triển, nhất là thương mại dịch vụ tăng khá cao, thu ngân sách được 220 tỷ đồng, đạt 41% dự toán tỉnh giao, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, sản lượng nông sản giảm so với cùng kỳ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắt. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu huyện chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch đất đai xây dựng, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết số 25 của tỉnh ủy. Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm tăng quỹ đất sạch, thu hút đầu tư bầu bổ sung quỹ chiên ban chấp hành ban thường vụ quyền quỹ và kiện toàn chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân quyện